like Nastya. Cho mọi người nè. Bye bye. Hả? Dọn dẹp phòng, làm bài tập. Không. Ba ơi. Hả? Mẹ đưa các việc cần làm đến. Ok. Đầu tiên là nhảy bạc nhúng. Ok. Yeah. Bye bye. Nhìn nè. Hay quá. Hay quá đi. Xong mọi hết người rồi. Ơi, chào mẹ, chào vợ, xong hết rồi. Uh-oh.